gửi ông Nguyễn Quang A về phiên tòa biểu diễn. Cách đây ít ngày, sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án cụ thể cho các bị cáo trong phiên xét xử Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm, ông Nguyễn Quang A đã trả lời một số đài báo nước ngoài rằng đó là một bản án định sẵn, một bản án có chỉ đạo và một phiên tòa biểu diễn. Tôi vẫn còn nhớ khi đó ông Nguyễn Quang A đã nói rằng Tôi nghĩ rằng người ta đã định trước hết rồi, nếu đưa thấp quá thì khó mà nặng quá thì cũng khó. Với ông Trịnh Xuân Thanh, tội cố ý làm trái thì cũng là chục năm thôi. Nhưng nhận hối lộ tham nhũng thì chuyện phải lên đến tử hình, mà tử hình thì khó ăn khó nói với Đức nên để ra trung thân. Hôm nay, khi nghe các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa, liệu ông Nguyễn Quang A có cảm thấy hổ thẹn vì những lời nói hàm hồ của mình hay không? Dưới đây là trích đoạn lời nói sau cùng của một số bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm xin được gửi tới ông tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trích lời của bị cáo Đinh La Thăng Trước tiên cho phép bị cáo cảm ơn chủ tọa, hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa đổi mới dân chủ công khai khách quan theo tinh thần Hiến pháp 2013 và cải cách tư pháp. Cảm ơn luật sư với tinh thần hiểu biết pháp luật sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao khi bảo chữa cho bị cáo. Trước mắt là những ngày dài vô tận trong lao tù, nhưng bị cáo luôn luôn tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, tin tưởng vào hội đồng xét xử. Xin cảm ơn Đảng, Nhân dân, Tổng bí thư, các cơ quan công an, viện kiểm sát, các luật sư bảo chữa. Hết trích dẫn. Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN khi nói lời sau cùng đã cho rằng tại thời điểm xảy ra vụ án, Bị cáo là phó tổng giám đốc với trách nhiệm của người đảng viên lãnh đạo PVN, bị cáo xin nhận trách nhiệm của mình với những lỗi lầm đã xảy ra, xin lỗi đến Đảng, chính phủ, quốc hội, Bộ Công Thương, đặc biệt đến người lao động dầu khí, đến mẹ già, gia đình, bạn bè và người thân. Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến nói trong tiếng khóc, bị cáo rất ăn năn hối cải về những lỗi của mình, vợ bị cáo sức khỏe không tốt một con của bị cáo bị bệnh hiểm nghèo, rất may được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, nhưng nay phải theo dõi sát sao. Bị cáo mong hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ vì đã thành phần khai báo khắc phục hậu quả. Bị cáo Phạm Tiến Đạt nói trong tiếng nước: tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo rất ân hận ăn năn việc nhận trách nhiệm là lương tâm lòng tự tôn của mỗi con người bị cáo đã không đủ dũng khí từ chối những việc làm sai trái dẫn đến hậu quả ngày hôm nay phải đứng trước tòa bị cáo rất ăn năn hối hận cũng mong hội đồng xét xử hiểu cho bị cáo vì chỉ là người lao động mong muốn có thu nhập để giúp cho gia đình bị cáo mong hội đồng xét xử khoan dung cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được khoan hồng hưởng án treo để trở về gia đình phụng dưỡng mẹ già nuôi con thơ tiếp tục đóng góp cho xã hội trong suốt những ngày trong trại tạm giam bị cáo mới thâm thiế biết giá trị của tự do to lớn như thế nào chính ở nơi tạm giam bị cáo mới thấy được tình người bị cáo cảm ơn các cán bộ điều tra đã quan tâm động viên bị cáo những lúc khó khăn nhất tạo điều kiện cho bị cáo khai báo thành khẩn Bị cáo Trương Quốc Dũng bày tỏ rất ăn năn hối hận về hành vi của mình và xin nhận lỗi với cha mẹ, chị gái, người thân đã luôn luôn ở bên bị cáo lúc còn ở ngoài cũng như thời gian bị tạm giam. Bị cáo Dũng khóc và xin hứa với gia đình là sẽ sống xứng đáng để mọi người không bận tâm, luôn tự hào. Bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên phó tổng giám đốc PVN cũng khóc khi nói lời cuối cùng, bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của hội đồng xét xử, pháp luật. Bị cáo Vũ Đức Thuận nguyên tổng giám đốc PVC đã khóc khoảng hơn một phút và không nói được lời nào. Khi bình tĩnh trở lại, bị cáo Thuận cho rằng để xảy ra sai phạm tại PVC trong thời gian bị cáo làm tổng giám đốc, bị cáo nhận trách nhiệm về những hành vi sai phạm của mình. Vậy xin hỏi ông Nguyễn Quang A, nếu đây là một phiên tòa biểu diễn thì liệu các bị cáo có thừa nhận tội lỗi của mình và nói lên những lời sau cùng như vậy? Nếu thực sự đây là một phiên tòa biểu diễn như lời của ông Quang A, thì liệu các bị cáo từng là quan chức một thời này có chảy nước mắt để nói lên những lời sau cùng như vậy đúng là bộ mặt đều giả khốn nạn của ông quang nga ngày càng lộ rõ